Đinh Công Tú. Rất vui khi được gặp lại các bạn trong bài hướng dẫn mới này. Các bạn nhớ để cập nhật liên tục những bài hướng dẫn mới nhất của mình thì nhớ nhấn nút đăng ký kênh nhé. Ngoài ra thì để tạo thêm cái động lực cho mình ra nhiều bài hướng dẫn mới nữa thì các bạn hãy nhấn nút like và nút chia sẻ. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều. Nay mình sẽ hướng dẫn các bạn một bài vô cùng dễ, vô cùng đơn giản và cũng khá hay. Đấy là bài bài gì nhỉ? Đêm Tỏ Tình, một bài nhạc chung. Rồi, ok, để mình đổi góc máy quay nhá. Rồi, ok, cái bài này thì mình ngẫu hứng mình chơi lại ở cái dạng đơn giản nhất để cho những bạn mới chơi các bạn có thể tập nó một cách nhanh nhất. Bài này thì chơi ở giọng si thứ. Các bạn nhớ cho mình si thứ là loại giọng mà có hai dấu thăng nhé. Pha thăng này, đô thăng này. Trong quá trình mà đánh chơi thì các bạn nhớ thăng hai cái nốt đấy lên cho mình nhé. Rồi, hợp âm bài này thì sao? Rất dễ thôi. Bài này chỉ sử dụng mấy hợp âm như sau. Đầu tiên là son trưởng này, son, re, son. Tiếp theo là la trưởng này, la, mi, la. Rồi về si thứ này, si, pha thăng si. Đấy, lát mà phát sinh thêm hợp âm nào khác thì mình sẽ nói nhé. Các bạn nhớ ba hợp âm này chưa? Rồi, mình chỉ chơi lại cái phần điệp khúc thôi nhá, vì mình có hứng thú với cái phần này. Và phần đầu thì nó cũng khá là dài, mình cũng không có nhiều thời gian để hướng dẫn các bạn hết cả bài được nhá. Bạn nào mà muốn mình hướng dẫn cả bài thì có thể vui lòng đợi thêm nhé. Tại vì mình rất bận, mùa này mình phải đi chấm thi rất nhiều, trông thi rất nhiều và rất nhiều việc khác nữa. Rồi, tay phải trước nhé, chạm này. Fa, fa, mi, fa thăng nhé. Fa, fa, mi, mi, fa, la, fa, mi, fa, la, mi, fa, do, re, do, la, mi, fa, mi, re. Đấy, mi, fa, mi, re, do. Đấy, mi, fa, mi, re, do, la, do. Đấy, được chưa? Chậm nhé này. Fa, fa, mi, mi, fa, la, fa, mi, fa, la, mi, fa, do, re, do, la, mi, fa, mi, re, mi, fa, mi, re, do, la, fa, mi, fa. Được chưa? Được chưa? Xong lại. Mi, mi, fa, la, fa, mi, fa, la, mi, fa, do, re, mi, fa. Đấy. Xong là có cái câu nối là la, fa, do, la, la, fa, do, la. Mi, xong lại quay về. Mi, fa, la, fa, mi, fa, la, mi, fa, do, re, do, la, fa. À, do, la, mi, fa, mi, re, do, la, fa, mi, fa. Đấy, kết thúc này. Kết thúc là si, la, fa, mi, re, si, la. Nếu bạn nào không đánh được quãng 8 thì bạn có thể đánh ạ. Si, la, mi, la, fa, mi, re, si, la. Đấy, ok chưa các bạn? Xong lại nhắc lại mi fa, mi fa la fa mi fa la vân vân. Rồi đến đây dừng lại và tập thật tốt cho mình nhé. Bây giờ mình sẽ ghép hai tay nhé, thật chậm. Tay trái mình vừa nói rồi đấy, chậm nhé này. Bắt đầu vào son. Đấy, dưới này nó sẽ hay hơn nhé. Đấy, dưới son như các bạn không nhìn thấy thì mình đánh trên này. Khi tập các bạn đánh cách một quãng ra nhé. Ở dưới này. Đấy, dưới quãng 8 lớn và quãng 8 nhỏ này. Bây giờ mình sẽ đánh ở quãng 8 nhỏ và quãng 8 1. Các bạn dễ quan sát vì nó trong góc máy quay. Đây. À, chậm này. Lên. Đấy, xong lại nhắc lại. Đây. Đấy. Mi fa. Các bạn có thể lên cái này này. Mi fa. Đấy, các bạn có thể lên là si fa si hoặc là si fa la si do re mi. Đấy, si fa la si do re mi hoặc là si fa si do re mi fa đều được nhá. Đấy. Lại nhá này. Chỗ này các bạn này,
La fa đô la. La fa đô la, có thể thêm pha này cũng được. La fa đô la fa, lại nhắc lại mi fa la fa, mi fa la, mi fa đô la, đô la mi fa mi re đô la fa mi fa. Đấy. Chỗ này kết thúc này. Tay trái của các bạn có sự thay đổi một chút thì các bạn đánh là si la fa a si la mi la fa mi re si la, thì tay trái các bạn này. Si sẽ là son đây. Đây cho dễ nhé. Đây. Son fa mi fa re và kết thúc là la. Đấy, được chưa các bạn? Son fa mi fa re và kết thúc là la, được chưa? Đấy. Đấy nhá, sẽ là si la mi la fa mi re si la. Đấy, được chưa các bạn? Si nhá, này. Si la mi la fa mi re si la. Đấy, được chưa các bạn? Rồi, rất là dễ, chỉ thế thôi. Chúc các bạn tập tốt nhá. Chào các bạn.